Thưa các bộ các mế, thưa cái nguồn máng ở tán trọm láng, láng mướng, tán nghệ nhân dân gian có vai trò đặc biệt quan trọng, tán mỏ, tán lĩnh vực, tán quần mướng, thì mà đều chung niềm đam mê, nhiệt huyết, trách nhiệm, lòng quyết khiêm lý, báo tốn, chiến đấy văn hóa chiến thổ của bộ mế, ghi nhận vớ phẳng chứ không. Đề ta cũng cá lên ở quần mướng Đà Phúc, huyện Yên Thủy, lòng lúa nhá có nụ chỉ đối lá mò, với khi quán nhỏ nghệ nhân Trương Đức Hìm đã ưa tán ảng mò. Trăm mới trăm thuối, bố hìm bắt đầu theo họ nghề mò, thì má phải đỉnh trăm hai mươi trăm thuối ổ mười tháo nghề. Lại qua khênh ba mươi năm lá nghề mò, đến may bố hìm đã tích lũy ảng háng lâm ảng mò mướng được phục vụ cho lê cùng, tín ngưỡng văn hóa đặc sắc, lòng đối khổng trình hoạt của một mướng. Lòng thầy quả chính là mò, bố hìm luôn nhận thức sâu sắc với trách nhiệm vai trò của món có uy tín với cũng đúng. Nghệ nhân Trương Đức Hìm đã trang tán ảng mau mướng điển cầu phúc, khuyên ran mối miếng, lòng tướng nếp ảnh nếp ơ, trình hóa văn hóa thứ ngấy. Bộ luôn tràn trừ mối nối niếm, lá tỉa nó đỡ tán trả trí văn hóa tỉ ngương thổi đẹp trắng bí mải mối cốm vất đi. Bộ đã tính nguyện chiến rảy trang ngoay, ưa, mò mướng. Tùy trao đuối cả ngành mò này, bữa khi ảnh bổ, tôi là truyền lại. Hay là nhà mình đây nội chuộc là cái dạng khẩu chín đời xây mò chỉ ni là đời tuổi ni phải chỉ là số chín đó hay tình là nó rất là lô nằm mà cái ngành ở tình dân tộc mường ni là nó rất là cái chi nội phải dùng đến mò đấy và mò ni nó cả một cái thí loại mò nó rất là nhiều loại mò đấy, như là tất cả cái mò mạch nhà mò thô côn hoặc là mò ma, trăng ma, hoặc là mò quậy, mò kéo khi, là cái này nó có chỉ là vân vân, hăng trăm cái dạng ảng mò, nó khá khá. Hà nội y là một cái phần khối ảnh của chủ tịch nước, hay là cũng y trao tặng ảnh cái nghệ nhân nói chung là ưu tú, hay là y bán trần y rất là phần khối, hay là phần khối trong cái vấn đề là giao cho, hay y rất là y con của một vấn đề y phải lo lắng. Hay không mai ngay lại được cố gắng gìn giữ cái bản sắc này và đưa mới tiếp tục truyền hướng dẫn tiếp. Năm 2022, nghệ nhân Trương Đức Hìm là một lăng hào nghệ nhân tiêu biểu của quần mướng Yên Thủy, án nhà nước phong tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú, loại hình tập quản tra hối cúng tín ngưỡng. Nỉ là niềm vinh dự của tán nghệ nhân, đồng thời cho thấy tán cố gắng của tán cấp chính quyền lòng công tác báo tốn, phát huy giá trị văn hóa chiến thủng. Đối với quần mướng Yên Thủy là mỗi lòng tán quần mướng có đứa giá trị đặc sắc của đồng bào tán dân tộc, lòng lùa có văn hóa mướng. Công tác chữ chín bản sắc văn hóa dân tộc đã cũng đang ản quần mướng đặc biệt quan tâm. Năm 2022, huyện Yên Thủy xây dựng ảnh mỗi câu lạc bộ mò mướng quy tụ 20 thả mò với mục đích đẩy mạnh việc học tập giao lưu trí thức, lòng hoạt động nghề nghiệp, chiêu tấm, nghiên cứu khoa học, lưu trữ chiến rẫy, phổ biến tán trả chi thổi đẹp của mò mướng. Câu lạc bộ trắng chi thu hút ảnh đứa nghệ nhân có kinh nghiệm, má quán cỏ thầy tán mò non thuê, tán mò ưa, văn hóa mò mướng đều tham gia. Tham gia cái câu lạc bộ mò mướng Yên Thủy này là bản thân tôi là một người lớp trẻ tôi thì ngỏ các ông ở bên lên vận hành mà bao cái mà tín ngưỡng của cái dân tộc mường này mà tôi thì là cái lớp trẻ mới thấy các ông mà cứ kha mà mãi thế này lớp trẻ mà có ngày lên mai một là các ông kha hết đi ngày là cái nghề mò mướng này nữa mà bản thân tôi là cái người dân tộc mà cái mò mướng này là cái bổ sung là cái việc cái bao bớ tăng mà việc nhỏ việc to là phải có ông mò cho tình bản thân tôi tham gia vào cái hội mò mường nên tôi học hỏi các ông biết lên để chân dạy đánh báo tôi khâu mai ngay lại á nó có mà lớn lên hay kế tục gần bao cái việc đó các ông nên vận hành cho cái mò mường mình nè. Thành lập cái câu lạc bộ mò mường á, cái thứ nhất là nhằm tập hợp những cái thành viên mà ưa thích về cái chủ thị mò mường thì đỡ mà trao dồi và tuổi già trẻ đỡ mà trao dồi kiến thức về kha đỡ mà đều cùng học tập và cùng xây dựng cái phong trào hội thì đến nay là đến năm 2002 là huyện ý là tổ chức là thành lập câu lạc bộ là
cá Yên Thúy, Lạc Thúy thân nhập lại. Yên Thúy này là 20 khẩu thành viên, với Lạc Thúy là ở đủ mà thành lập là có 4 thành viên thân nhập về đi về Yên Thúy. Vâng. Đường này nên là câu lạc bộ lại là huy động là đóng góp quỹ để mà bảo tồn phát huy. Nghệ nhân dân gian là tán mổ nằm dư trả trí quỷ bầu của mổ đời hơ, vai trò của tán nghệ nhân có ý nghĩa vô cùng quan trọng, lòng việc hiêm lễ, phát huy chi chán văn hóa phi vật thể. Tán nghệ nhân chỉ là ngón đuốc chiến lừa cho tán thể hệ thôn quan, quế tán chi chán quỷ bầu của dân tộc. Cấn án truy trí, góp phấn nâng lên nhận thức của tán đội tướng với vai trò quan trọng, cái cần thiết đưa bảo vệ di chán văn hóa, đưa di chán văn hóa khổ mai với thời gian.